đảo cho nó thật đều các bạn nha. Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm món bánh mì các bạn. Ở đây mình phải sử dụng một ít bí đỏ ấy các bạn, để mình làm cái món bánh này các bạn này. Đây, đây mình còn một ít quả bí như thế này nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm. Nhà ngoài đó. Đây nhá, bây giờ mình sẽ cắt cái phần quả bí này các bạn. Bí thì các bạn cắt lát như thế này các bạn này. Mình sẽ sử dụng tầm như thế này nhé. Mấy lát bí như thế này.
này các bạn này. Các bạn cho cái nó, cái phần của nó sẽ chệch như thế này các bạn nhé. Lạnh quá. Đông giá rét lạnh làm các bạn dầu nó đông cục như thế này luôn này các bạn.